Xin cảm ơn phần biểu diễn rất sôi động của nghệ sĩ Vân Anh. Và bây giờ xin mời quý vị trở về một cái không khí bình yên của vùng miền núi của dân tộc thiểu số, đó là dân tộc Mèo, qua tác phẩm Hẹn Hò sáng tác của Đinh Thiên do nghệ sĩ Duy Dũng trình bày. Các nhạc sĩ đã tạo tác ra một cái đàn giống như một cái suối đàn cho đinh. Và hôm nay xin mời quý vị trở về với cái vùng dân tộc Tây Nguyên qua bài Trở Về Tây Nguyên, nghệ sĩ Thùy Chi biểu diễn.